Nhất định nha, em phải làm cho ra ngu ra khoai vụ này. Nóng vội bây giờ cũng không giải quyết được vấn đề gì đâu. Giờ không thể bình tĩnh được đâu chị ạ. À, lãnh đạo của công ty phải là người đứng ra để đảm bảo sức khỏe cho tất cả công nhân chứ. Người nằm viện thì đã nằm rồi, còn túm năm tụ ba ở đây để làm gì thế hả? Có giỏi thì lãn công đi, để tôi lập biên bản sa thải cả một loạt luôn. Em nghĩ tụi mình hôm nay nên nghỉ để đến viện chăm sóc mọi người. Ý kiến của cô Trúc hay đấy. Tôi thấy mọi người nên theo cô Trúc đi, theo cái lời kêu gọi của cô ấy. Đi đi, đi luôn đi, đi Trúc. Nhưng mà theo tôi nhớ là ai mà bước chân ra khỏi cái xưởng này trước khi kết thúc giờ làm việc ý là hình như bị phạt. À đúng rồi, bị trừ một tuần lương đúng không? Tôi đủ bằng chứng và cơ sở để lập biên bản về vấn đề này đấy. Thôi để hết giờ làm việc thì chị em mình đi, chứ bây giờ có đến cũng không phải giờ vào thăm đâu. Làm hết việc của mình hôm nay đi đã. Ơ thế không đi à? Vừa nãy thấy hùng hổ lắm cơ mà. Vừa mới thấy bảo là trừ lương một cái là cuống cả lên. Cun cút đi vào. Đi đi, đi luôn đi. Loại người bạc tình bạc nghĩa như chị ấy, sớm muộn gì cũng sẽ gặp quả báo thôi. Tình hình thế nào cháu? Dạ thưa chú, cháu ổn rồi ạ. Rất mong cháu mau khỏe để nhanh chóng về công ty làm việc nhé. Công ty có chút quà. Cảm ơn chú ạ. Thưa tất cả chị em, tôi vừa nói chuyện với bác sĩ. Rất may là tình hình không có gì nghiêm trọng, nên chỉ ngày 1, ngày 2 chị em có thể xuất viện. Rất mong chị em cứ yên tâm điều trị. Toàn bộ viện phí công ty sẽ đứng ra lo liệu. Sự cố này công ty sẽ có biện pháp khắc phục và xử lý tất cả các trường hợp sai phạm. Rất mong chị em giữ gìn sức khỏe để mau chóng trở về công ty làm việc. Xin chào tất cả chị em. Dạ, em mời anh ạ. Dạ, mời anh ạ. Chị Lành, chị sắp được về rồi, hai đứa giờ thăm chi nữa. Lan nó sao rồi? Lan nó đi ngoài được nên nó được nằm ở nhà. Cũng may là mọi người ở đây không sao đấy. Ừ, ở đây á, mấy người mà bị nhẹ bác sĩ cho về luôn. Chị xin về mà không có được. Chị phải ở viện theo dõi, về nhà lỡ xảy ra chuyện gì thì khổ hơn đấy. Nhưng mà chị lo cho thằng Tèo quá à. Nó đang bị ho, phải uống kháng sinh. Mà không biết là ông Thanh có cho uống đầy đủ không nữa. Yên tâm đi, việc ở nhà đã có bọn em lo rồi. Nhưng mà thằng Tèo á, nó không có chị là nó không có ngủ được đâu. Rồi, em sẽ bảo với ông Thanh cho nó chơi chán đi. Khi nào nó mệt nó khắc tự lăn ra ngủ, không phải lo nghĩ nhiều nữa. Mai đỡ thì xin bác sĩ về. Hai đứa giúp chị nha. Giờ đang nghèo lại còn gặp cái eo nữa. Này, ăn đi. Đang mệt thì nằm nghỉ đi, để bọn chị nấu cho. Em cũng đỡ rồi, với lại em hơi đói. Âu. Ôi, nọ vui rồi. Ai ơi. Ôi. Ô thân. Chị à, nhìn hai bố con ông ấy đến tội. Lát ăn xong chắc chị phải sang cho nó uống sữa rồi dỗ cho nó ngủ. Đấy, không biết ai lo chuyện bao đồng nhá. Đây là chị hộ chị Lành, chứ không phải như chuyện kia đâu mà so sánh. Thôi, trời đánh tránh miếng ăn. Ăn đi đã, bụng em đang đói ọc vào đây này. Đây, thìa của chị đây. Chị xin.
thơm thật đấy. Ăn đi chị. Sao hôm nay ăn cay thế? Ủa giời, ăn như này cho dễ nuốt. Chị tính đi, tháng 30 ngày thì 15 ngày hát bài 10 không người lái. Ôi giời, giờ á, em thấy cứ đổ một đống ớt vào, cay tê hết cả lưỡi, chả còn cái vị vẹo gì. Như thế lại thành hay ấy, vừa tiết kiệm được tiền mà lại còn vừa giảm cân nữa. Ăn đi chị. Trúc này. Dạ. Chị xin lỗi nhá. Hôm nay không phải vì chị rủ em góp tiền mua đồ cho chị lành thì đã trả về ăn uống kham khổ thế này. Ừ. Chị nghĩ em là loại người gì đấy? Đã là chị em với nhau nhá, kể cả xẻ thịt ra cho mọi người, em cũng làm hết. Thôi ăn đi chị. Bệnh viện cũng nói mọi người bị ngộ độc thì nhất định không thể cho qua việc này được chị ạ. Nghĩ đến cái cảnh mọi người ôm bụng đau quằn quại, lái lại nổ điên lên. Họ nói nguyên nhân là bị ngộ độc, nhưng có khẳng định là ngộ độc với cái gì đâu. Chị có để ý đến thái độ Mụ Hoa không? Hôm nay rất là quá khích nhá, cứ nhắc đến ngộ độc là Mụ lại nhảy dựng lên, còn không cho mọi người đi viện nữa chứ. Ừ, em nói đúng đấy. Lần trước em nhớ có người nói hình như nhà thầu bếp là họ hàng Mụ đấy. Thôi thôi, chị can em đấy. Nếu đúng là như thế thì kiểu gì báo Hoa cũng bị lộ. Mà chị em mình dính vào chuyện này làm gì? Đời em thú nhất cái loại vừa điêu vừa gian, mà cậy có tí chức quyền lại lên mặt cháu hành người khác như Mụ ấy đấy. Rồi, không có gì cả. Anh nhá, thôi em chạy đây. Ừ, em đi đi cho sớm nhá. Mày đi đường cái kiểu gì đây? Mù à? Em xin lỗi, tự nhiên xe của em bị mất phanh anh ạ. Xin với trả lỗi. Tao mà không phanh kịp thì mày không có mồm mà xin lỗi đâu. Đau quá. Con này, có sao không? Dạ, em không sao đâu ạ, chỉ xước xát một chút thôi anh ạ. Em xin lỗi, em xin phép anh ạ. Đây, anh Bảo. Xe hỏng cái này làm sao mà đi được nữa? Dạ, để em ra kia tìm chỗ sửa xe anh ạ. Thôi anh biết đằng đầu đường có quán sửa xe, anh mang lại để anh sửa cho. Thôi như vậy thì phiền cho anh quá, anh còn bao nhiêu việc nữa, em xin phép. Không phiền gì cả, anh đã bảo anh sửa là để anh sửa. Thôi mở hộ anh cái cửa xe sau. Dạ vâng, em cảm ơn ạ.